Chào các bạn, hôm nay shop xe điện trợ lực Sài Gòn bên mình á lại giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe đạp trợ lực điện mới ha. Xe dùng để đi phố hàng ngày nhưng mà chuẩn thị trường của quốc tế ha. Thì đây mới về hàng một cái dòng xe ha. Thì đây là nguyên cái thùng của nó. Thì các bạn cũng có thể là nhìn thấy được một cái mẫu thiết kế của nó nằm in trên cái khung cái thùng này ha. Thì cái thương hiệu này sẽ đọc là Asomtom nha các bạn. Một thương hiệu mà rất là thịnh hành ở trên thị trường quốc tế ha. Thì bây giờ sẽ gỡ ra cho các bạn xem coi bên trong là chiếc xe nó ra sao nha. Thì chiếc xe này được đóng gói rất là kỹ càng ha, nằm gọn trong một cái thùng hàng ha. Đó, cái phụ tùng của nó sẽ nằm gọn ở đây thì sẽ không có gây chày xước chiếc xe ha. Bây giờ mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem ha. Và bây giờ tiếp tục là mình sẽ cắt ra cho các bạn xem ha, khi mới lấy nó ra từ thùng. Đó, các bạn có thể thấy chiếc xe này nhìn nó rất là cao to và cá tính nha. Mình cắt hết các sợi dây rút. Xe này khi mà các bạn mua bên mình là đều được tặng một cái dè chắn bùn nhựa cỡ lớn nha, để tránh bùn cực kỳ hiệu quả nha. Còn đây giới thiệu cho các bạn luôn, bánh xe rất là khá là lớn nha. Đó, các bạn có thể bề ngang rất là lớn ha. Mẫu bánh xe đi đa địa hình nha, sử dụng vành nan hoa bánh căm. Để mình xem cái lớp xe đó cho các bạn xem nha. Khá là lớn. Đây các bạn, 26X3.0. Đi mọi địa hình luôn, cực kỳ đã luôn nha. Rồi, để qua một bên, cắt tiếp. Đây là phần tay lái. Thương hiệu qua đến từ thị trường quốc tế nha. Các bạn sẽ đọc cái thương hiệu này là Asomtom nha các bạn. .com luôn, là các bạn có thể truy cập vào cái website chính của hãng để xem thêm thông tin của dòng xe này ha. Họ làm rất là đa dạng mẫu. Cắt cái khung sườn cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy ha, cái khung phuộc rất là đẹp ha. Phối sơn màu sơn tĩnh điện nè, không để lại dấu tay ha. Còn mã quốc tế của nó gọi là RV3 nha các bạn. Đó, rất là đẹp mắt ha. Rồi, giới thiệu cho các bạn phần tay lái. Sau đó là mình sẽ ráp thành phẩm cho các bạn xem nguyên trạng của chiếc xe, coi nó dáng của nó là sao ha. Bọc bút rất là nhiều, giúp xe chống chày ha. Phần mặt đồng hồ hiển thị. Đây các bạn có thể thấy ha, xe được trang bị rất là hiện đại nha, bao gồm có tay phanh nè, phanh dĩa nè, màn hình điều khiển nè, các nút bấm nè, có luôn cả nút nguồn nằm trên đây luôn, hiển thị ở đây luôn. Cùi đề, tay ga gì đầy đủ hết, rất hiện đại, màn hình LCD cỡ lớn luôn. Rất là đẹp ha. Rồi bây giờ ráp thành phẩm cho các bạn xem coi là chiếc xe này nó sẽ nhìn nó đẹp mắt là cỡ nào nha. Thì hiện tại là shop mình cũng đã lắp hoàn chỉnh của chiếc xe này rồi ha, bao gồm là nó luôn cả ba ga ha. Thì cái nhìn đầu tiên á, các bạn nhìn vô chiếc xe này ha, nó mang một cái dáng vẻ nhìn rất là khỏe khoắn ha. Cả nam lẫn nữ đều đi nhìn rất là ok ha. Thì đây là một cái mẫu mà thiết kế cho thị trường của quốc tế á, nên họ rất là chú trọng về những cái đường nét ha. Thì những cái mối hàng tiên tiến nè, rồi những cái lớp sơn nhìn rất là thẩm mỹ nè, nhìn thời trang nè. Và chiếc xe này với một cái dáng rất là cao lớn, thoải mái cho các bạn có thể là đạp cơ mỗi ngày ha. Thì chiếc xe này là nó có những cái công nghệ rất là tối tân ha. Thì bao gồm nó có luôn cả pin có thể tháo mở ra ngoài được nè, có ba ga chở đồ nè, có hệ thống motor nè,
và những cái khung sườn này nó làm rất là hoàn thiện ha. Rồi tiếp đến là bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn coi chiếc xe này là nó đi theo nó còn những gì nữa ha. Thì bên mình cũng đã gắn hết cũng gần toàn bộ rồi, còn bây giờ bên trong nữa là còn những gì để cho các bạn xem nha. Thì nó sẽ có bao gồm là nó có một cái adapter sạc đây ha, adapter sạc theo chuẩn quốc tế luôn nha, xài 2.0A nha các bạn, xài được hai nguồn điện từ 100 tới 240 luôn nha. Rồi là cái này là cái sạc nè. Tiếp đến là nguyên một cái quyển catalog hướng dẫn sử dụng của nó ha, đều là quốc tế hết, cho các bạn có thể xem ha. Nè, cách lắp ráp làm sao ha, nó hướng dẫn mình ha. Đó, nguyên cuốn sách luôn, cặp bidan và có luôn cả cái này là cái cho các bạn ràng đồ đằng sau á. Hãy vô ràng đồ đằng sau thì mình sẽ các bạn sẽ sử dụng như vậy, là các bạn móc vô đây nè, rồi các bạn quàng qua đây kiểu như là đi chơi xa hay cái gì đó là các bạn có thể dùng để các bạn móc đồ nha, áo mưa đồ đó. Rồi đó, rất là tiện ha. Đây là những cái nhỏ nhỏ thôi mà hãng cũng chăm chút cho cái mẫu xe này ha. Cái này kiểu như là gắn để bảo vệ cản của cái cùi đề ha, là mình quăng vô đây. Rồi cái này là bộ khóa lục giác đa năng thì luôn luôn là phải đi theo xe ha, để lắp ráp ha. Và ngoài ra là nó còn cho chúng ta là một cái rổ trước, một cái rổ trước là gắn vô vậy nè. Rồi mình gắn cho các bạn xem luôn ha, cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ mình quăng mấy cái này vô đây trước, rồi mình gắn cho các bạn xem luôn ha. Xe này là có ba ga, có rổ gì đầy đủ hết. Đầu tiên mà các bạn á, mà muốn á, gắn cái này vô thì chỉ cần là đơn giản là gỡ mấy cái ốc này ra thôi, sử dụng cái khóa lục giác thôi là các bạn gỡ ra nha, rất là nhanh. Còn bạn nào không thích đi rổ thì thôi là để nguyên trạng như vậy. Xe này nó khá là đa năng ha, có ba ga, có rổ trước đầy đủ hết. Hiện tại là bây giờ các mẫu xe đời mới thì đều sử dụng bằng những con ốc lục giác hết, cho cái độ bền cao hơn những cái loại mà ốc xiết bằng tua bít ha. Cái lớp sơn các bạn thấy ha, nhìn nó phối màu rất là đẹp mắt ha, bóng loáng, không để lại dấu tay ha. Rồi ví dụ như đầu tiên mà các bạn mà gắn thì các bạn cho mấy cái dây này nó đi ra một chút xíu, các bạn rá vô trước, các bạn rá vô từng con trước cho mình ha. Sau đó là các bạn dùng cái tay, các bạn một tay khóa ha, các bạn sẽ siết lại ha, khá là đơn giản. Hiện tại là mình sẽ rá đỡ vô cho các bạn xe cái thành phẩm nha. Thì bây giờ mình đã hoàn thành xong cái bắt cái rổ trước ha. Thì các bạn thấy mà khi mà bên mình làm hoàn thiện một chiếc xe này ha, thì cái chiếc xe này là nó mang một cái dáng dấp nhìn rất là thời trang ha. Thì nó là một cái mẫu xe rất là tiện lợi cho các bạn mà đi phố hàng ngày ha. Thì xe thì bây giờ đa dụng là phải có rổ trước ha, để mình đựng ba cái linh tinh như áo mưa này kia rất là tiện lợi ha. Rồi bây giờ là bên mình sẽ nói cho các bạn xem coi chiếc xe này nó mạnh ở những điểm nào ha. Đầu tiên là chiếc xe này á, nó sở hữu cho chúng ta là một cái vành bánh 26 inch, vành nan hoa bánh căm thì đạp nhẹ rất ok ha. Và tiếp đến là được trang bị cho chúng ta là một cái lớp khá là to 26 inch 3.0, thì cái vỏ này nó đi đa địa hình hơn cho các bạn ha, từ đường bằng cho tới những cái đường mà phức tạp hơn thì cái xe này nó đều đáp ứng được hết. Sở hữu một cái phụt dài cho các bạn có thể tùy chỉnh, có thể là mở lốc, open lốc ra ha, hoặc là nhúng gì này nọ là thoải mái nha. Có thể khóa lại, có thể mở luôn, đó rất là đa năng ha.
Rồi tiếp đến là cái điểm hiện đại của chiếc xe này nữa là nó có cho chúng ta là một cái bộ phanh dĩa ha, thắng an toàn hơn khi mà các bạn đi tốc độ cao nha. Không thể nói tới là cái đèn pha cho các bạn đi ban đêm. Các bạn có thể là di dời cái đèn này nè lên đây đằng trước cũng được luôn, cho các bạn nào mà thích đi từ xa ha. Ra xa lộ thì các bạn có thể bắt lên đằng trước. Cái rổ này thì chịu tải trọng rất là cao ha, lên tới 13kg luôn. Các bạn đi chợ bạn để linh tinh rổ sách vậy là tuyệt hết ha. Và cái điểm mà tiện lợi của chiếc xe này nữa là nó đến từ phần tay lái. Thì cái xe này bên thị trường quốc tế họ rất là ưa chuộng những cái mẫu tay lái này theo cái kiểu giống như là tay lái Nhật Bản á, thì họ sẽ đi nó thoải mái hơn. Có luôn cả cùi đề Shimano 7 cấp nè, phanh dĩa trước sau nè, có luôn tay vít ga, màn hình LCD thì nằm giữa, dễ xem hơn. Chiếc xe này các bạn mà muốn bật lên thì các bạn phải bật cái nút nguồn tổng nha. Thì đây nó có nút nguồn tổng nè, mình bật qua một cái xong rồi mình mới ấn được nguồn nha. Đó, màn hình hiển thị cho các bạn đầy đủ mức pin, quãng đường đi, tốc độ nè, cấp độ số nè, nó hiển thị rõ trên màn hình hết luôn. Có luôn cho chúng ta là những cái nút này là để tăng chỉnh coi được những cái quãng đường đi bao nhiêu nè, nó hiển thị rõ. Cộng trừ, tăng cấp độ số. Đó, là những tính năng chính của nó ha. Đèn pha cho các bạn đi ban đêm nè, rất là sáng nha. Nó nằm gọn lên đây luôn, các bạn ứng rất là tùy chỉnh, rất là thoải mái. Nó không phải nằm trên đây mà nó ứng đây luôn, rất là tiện lợi ha. Và tiếp đến thì chiếc xe này nó điểm mạnh của nó là cái màu sơn nữa. Màu sơn nhìn rất là bắt mắt, thời trang. Nam lẫn nữ đều đi rất là ok ha. Và còn một cái điểm hay của dòng xe này nữa là cục pin rất là tiện lợi, tháo ra vô được luôn. Thì thường á, các bạn, nhiều bạn hỏi mình là cục pin nằm vậy sao gỡ. Cái yên này là các bạn có thể đẩy vậy luôn, không cần mà phải mất công là phải gỡ nguyên cái cốp ra ngoài ha. Đó, đẩy này nè. Đó, rất là hiện đại. Dùng chìa khóa và vặn ra cái, lấy cái tay kéo lên luôn. Đó, xách vậy luôn nè, rất là tiện lợi. Các bạn thấy nó nhỏ gọn vậy thôi nha, nhưng mà dung lượng cũng rất là cao nha. Sạc pin thì dùng gỡ cái nút này ra, đem ra sạc. Xe thì chuẩn thị trường quốc tế nên có cảnh báo đầy đủ. Có luôn cả thông số ha. Thì xe này sở hữu là 36V 13H. Cho các bạn đi quãng đường cực kỳ xa luôn ha, khi mà đi chợ lật điện nha. Có nút để coi pin luôn, thì hình như là phải ấn lên nè, coi được mức pin luôn nè, ấn vô coi còn bao nhiêu mức á. Đó, rất là tiện lợi ha. Xe này bỏ gọn, rất là gọn gàng nha. Nè, các bạn thấy nguyên cái hộc của nó không? Nó bảo vệ ở đây luôn, thì nên đi mưa gió thì ok, không có sợ mưa. Nó găng vô đây ha. Kích rịch luôn, rất là ok ha. Rồi bỏ vô đây nè. Các bạn đẩy nhẹ nhẹ xuống thôi nha, rồi ấn xuống. Chốt lại. Đẩy xuống. Rút chìa khóa ra, xong. Thường á, là những mẫu xe mà thị trường mà nước ngoài á, là họ luôn làm cho chúng ta một cái công tắc như vậy nè, để cho đảm bảo an toàn khi mà sạc pin và bật nguồn. Và tiếp đến thì mình sẽ nói qua cái phần motor nha. Thì chiếc xe này nó nhập khẩu thị trường quốc tế nên nó sở hữu là motor chứng chỉ CE luôn. Sở hữu là 36V 350W, cho các bạn đi vận tốc cực kỳ là ok ha. Phanh dĩa nè, cùi đề nè, thế hệ mới hết, hoàn toàn hoành bánh mâm. Vì đa phần á, là cái dòng xe này á, mình có đạp thử rồi, là nó bánh rất là to, là nó đạt được vận tốc rất là cao luôn, mà cộng với có hệ thống điện nữa thì thôi quá ok luôn. Rồi bây giờ tiếp đến là cái phần mà mình sẽ test cho các bạn xem về cái phần điện của nó nha. Thì đầu tiên cũng phải bật nguồn lại nha, đè lên nút. Thì xe này hiện tại thì mình sẽ chỉnh coi là nó có bao nhiêu cấp số nha. À, xe này có 5 cấp số. Bây giờ vít ga cho các bạn xem thử coi chiếc xe này nó đạt được vận tốc bao nhiêu ha. Rồi bây giờ vít luôn. Đó, hệ thống ga rất là nhanh nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy hiện tại vì sao mà cái chiếc xe này nó đạt vận tốc có 20 km/h thôi. Thì hiện tại là chiếc xe này là nó đang đạt gọi là cái tốc độ chuẩn của thị trường mà quốc tế á, là họ chỉ đi có cái vận tốc 20 km/h thôi. Mà riêng cái chiếc xe này nó có khả năng là unlock lên cái tốc độ cao hơn. Mình sẽ làm một cái clip sau để hướng dẫn cho các bạn ha.
Thì cái chiếc xe này theo nhà sản xuất, nếu mà các bạn unlock nó lên mà tốc độ cao lên, nó có thể lên được tới trên 30 km/h. Ngoài tính năng các bạn đi tay ga nè, các bạn sẽ đi bằng trợ lực điện nữa nè. Đó, hệ thống bắt điện cực kỳ tốt luôn nha. Đừng nghĩ bây giờ là 36V mà yếu nha, 36V giờ nó mạnh lắm các bạn, không có còn mà giống như thời xưa mà còn có 15-20 nha. Bắt điện không thua gì mấy chiếc 48 á, gọn nhẹ mà mạnh nữa. Đó, rất là dữ luôn nha. Rồi bây giờ sẽ leo lên cho các bạn xem coi là cái dáng người mà 1m7 ngồi chiếc này phù hợp không. Thì mình khoảng là 1m7, mình ngồi lên thử nha. Ủa, chiếc xe này khi mà mình ngồi lên thử thì cái cảm giác của mình là đầu tiên là ngồi thẳng thớm cái lưng nè, ngồi rất là thoải mái ha. Thì nó rất là thích hợp cho các bạn mà dùng một cái mẫu xe này mà dùng để đi phố nè, đi làm hàng ngày nè, hoặc các bạn học sinh đi học ha, hoặc các bạn nữ hay đi xe đạp mà thích đi chợ lực điện á, bước qua cái mẫu xe này nó cũng quá thuận tiện. Các cô chú lớn tuổi á, muốn kiếm một cái mẫu xe mà chất lượng cao á, mà bước theo cái kiểu này nè, đó, bước qua cái ngồi lên như vậy nè, rất là thuận tiện luôn. Thì cái mẫu xe này á, nó hướng tới cái độ tiện lợi cao, dùng để đi phố hàng ngày gọn nhẹ, và tích hợp luôn có ba ga chở đồ trước, ba ga sau, mà đặc biệt có luôn dây ràng luôn nha. Cái điểm nhỏ này thôi nhưng mà mình thấy họ rất là tinh tế cho cái mẫu xe này ha. Thì cái chiếc xe này phù hợp dành cho các bạn tìm kiếm một cái mẫu xe chất lượng cao để dùng để đi phố mỗi ngày, mọi công việc ha. Thì phù hợp cho các bạn từ 1m68 trở lên thì có thể là sở hữu chiếc xe này ngồi ok hơn. Thì hiện tại mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Thì cái hãng xe Asomtom này á, là nó đang có hai cái màu tiêu chuẩn. Một cái màu là màu đen nhám mờ, còn gọi là màu đen mung ha. Và có một màu và tiếp đến là cái màu cam phối trắng mà mình đang review cho các bạn xem nè. Thì đây là hai cái màu tiêu chuẩn của hãng luôn. Nhưng mà riêng á, các bạn có thể thấy ha, là họ sẽ phối cho chúng ta là hai cái phụt trước cái màu cam như vậy, là kiểu như là cái slogan của cái thương hiệu Asomtom này là nó thương hiệu màu cam á, nó làm cho dễ nhận diện cái thương hiệu này hơn ha. Đó, rất là đẹp mắt, hai màu cho các bạn lựa chọn ha. Cam trắng, đen mun, đen nhám mờ, dành cho các bạn nào thích ha. Hai cái mẫu xe này thì tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Và đặc biệt ha, các bạn có thể thấy mặc dù nó là một cái mẫu xe nhìn rất là chắc chắn hiện đại của thị trường quốc tế ha, nhưng mà giá rất là dễ tiếp cận, dưới 20 triệu thôi sở hữu được cái mẫu xe mà tiêu chuẩn thị trường của châu Âu luôn nha. Đây là hai cái màu mà bên mình cũng đã có hàng rồi. Bạn nào mà đang quan tâm tới những cái mẫu xe mà đi phố mà chất lượng cao á, liên hệ ngay shop mình để sở hữu ngay ha. Thì bạn nào trong thành phố Hồ Chí Minh á, có thể ghé trực tiếp để xem thử cái mẫu thực tế của nó và đang có hàng sẵn rồi ha. Còn bạn nào ở xa á, truy cập vào website là bên mình đều cập nhật những cái thông số của nó, kỹ thuật của nó trên cái dòng xe này rồi ha. Nếu các bạn thấy video của shop mình hay á, thì các bạn nhớ ấn nút thích và nút chia sẻ giúp shop mình, và nhớ đăng ký kênh và nhớ chọn cái nút chuông kế bên ha, để luôn cập nhật những video mà shop mình sẽ đưa lên trong thời gian tới cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.